Xin chào tất cả các bác, rất vui khi được gặp lại tất cả các bác. Năm 2022, Quảng Ninh đứng đầu trong danh sách địa phương có chỉ số cơ sở hạ tầng tốt nhất Việt Nam. Các cái vị trí tiếp theo lần lượt là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, thủ đô Hà Nội và Đồng Nai. Trên thực tế thì cái chỉ số cơ sở hạ tầng này không được đưa vào để tính toán chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Bởi những cái quyết sách lớn liên quan tới phát triển cơ sở hạ tầng phần lớn nằm ngoài thẩm quyền quyết định của chính quyền tỉnh hay thành phố. Còn cái chỉ số cơ sở hạ tầng là một chỉ số dựa vào nguồn dữ liệu tổng hợp phản ánh đánh giá chất lượng của 4 lĩnh vực hạ tầng cơ bản liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Theo đó thì lần lượt là các cái khu cụm công nghiệp, đường giao thông, các cái dịch vụ tiện ích cơ bản về viễn thông, năng lượng và cuối cùng là ứng dụng công nghệ thông tin. Do đó thì đây trở thành một cái nguồn cung cấp thông tin tham khảo hữu ích đối với các doanh nghiệp cũng như các nhà hoạch định chính sách. Trước đó thì từ năm 2015 đến năm 2021 thì Bình Dương luôn đứng đầu trong cái danh sách về chỉ số chất lượng cơ sở tầng này. Tuy nhiên thì như nói với các bác, trong năm 2022 Quảng Ninh đã vượt Bình Dương trở thành quán quân của chỉ số này và dự kiến thì hết năm 2023 này cũng sẽ đứng đầu. Vậy chi tiết cụ thể như nào? Sau đây xin mời các bác cùng theo dõi. Trong lĩnh vực phát triển các khu cụm công nghiệp thì hiện tại trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 5 khu kinh tế, 16 khu công nghiệp, bao gồm cả những khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và các khu công nghiệp đang trong quá trình xây dựng và 19 cụm công nghiệp đang nghiên cứu quy hoạch, lựa chọn nhà đầu tư. Tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh đạt khoảng 43%. Các cái khu công nghiệp của tỉnh Quảng Ninh thì tập trung chủ yếu tại các cái địa phương như thị xã Quảng Yên, thành phố Hạ Long, huyện Hải Hà, thành phố Móng Cái. Đây đều là những cái khu vực tập trung các cái đầu mối giao thông, hạ tầng sẵn có như cao tốc Hạ Long Hà Nội, cảng Cái Lân, Tiền Phong, Hải Hà, cửa khẩu Móng Cái thì đã được đầu tư nâng cấp qua nhiều năm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận tải và lưu thông hàng hóa. Trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đường sá giao thông thì Quảng Ninh cũng xác định rất rõ vai trò của hạ tầng giao thông luôn phải đi trước một bước để làm tiền đề, động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Hiện tại thì tổng chiều dài của hệ thống đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh là hơn 6.361 km. Tỉnh Quảng Ninh thì cũng luôn tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của Trung ương, xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư. Từ đó thì tập trung đầu tư các dự án động lực mang tính đột phá chiến lược. Với phương châm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư thì tỉnh Quảng Ninh đã trở thành tỉnh tiên phong trong việc đầu tư ngân sách của tỉnh hoặc ứng vốn của Trung ương để giải phóng mặt bằng các dự án công trình động lực nhằm tạo tiền đề thu hút đầu tư theo cái hình thức đối tác công tư. Với chiến lược phát triển giao thông như vậy thì trong giai đoạn 2015-2020, tỉnh Quảng Ninh đã nâng cấp cải tạo khoảng 228 km đường quốc lộ, làm mới và nâng cấp khoảng 126 km đường tỉnh, cải tạo và duy tu làm mới khoảng 1.250 km đường huyện và khoảng 3.750 km đường giao thông nông thôn và miền núi. Trong đó thì có một số kết quả cực kỳ nổi bật mà phải kể đến như đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, cảng tàu hành khách quốc tế Hòn Gai và hàng loạt các công trình giao thông kết nối đến các cái cảng biển, khu nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn. Đối với lĩnh vực phát triển nguồn năng lượng thì hiện tại tỉnh Quảng Ninh là một trong những trung tâm sản xuất điện lớn nhất Việt Nam. Hàng năm thì tỉnh sản xuất khoảng 39 tỷ kWh và đóng góp khoảng 16% tổng sản lượng điện của cả nước. Hạ tầng lưới điện thì được quan tâm đầu tư đồng bộ. Quảng Ninh là tỉnh đi đầu và về đích trước 2 năm trong việc đưa điện lưới quốc gia đến tất cả các cái nông thôn, khu khe bản có quy mô dưới 20 hộ đất liền. Các khu vực xa như đảo Cô Tô, đảo Cái Chiên rồi các cái xã đảo khác thì cũng được cấp điện đầy đủ. Trong lĩnh vực xây dựng dịch vụ viễn thông, phát triển tới cơ bản ứng dụng công nghệ thông tin thì Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc xây dựng và phát triển các cái địa điểm phát sóng Wi-Fi công cộng, tập trung chủ yếu tại thành phố Hạ Long và huyện đảo Cô Tô, góp phần không hề nhỏ trong mục tiêu nâng cao dân trí, phát triển mọi mặt về kinh tế xã hội.
Hiện tại thì tổng số trạm thu phát sóng di động BTS trên địa bàn tỉnh là khoảng 2.649 và tổng số trạm BTS là 4.619. Trong đó thì số trạm đạt tới công nghệ 4G là khoảng hơn 2.400 trạm. Tỷ lệ phủ sóng công nghệ thông tin di động đạt khoảng 98%. Các khu vực dân cư trên địa bàn tỉnh với cáp quang phủ rộng tới 100% các xã. Đồng thời thì Quảng Ninh cũng lắp đặt các cái trạm thử nghiệm 5G. Trong đó thì có 2 trạm 5G chính, một đặt tại tòa nhà liên cơ quan số 2 và một đặt tại khu du lịch Tuần Châu với bán kính phủ sóng là khoảng 300m. Quan sát một cách tổng thể thì có thể thấy chỉ số cơ sở tầng không được đưa vào để tính toán chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI. Tuy nhiên thì về cơ bản, chỉ số PCI vẫn thể hiện rõ cái mối quan hệ mật thiết giữa chất lượng điều hành kinh tế và luôn tỷ lệ thuận cùng với lại chất lượng cơ sở tầng. Nói rõ hơn thì những cái địa phương nào được các cái doanh nghiệp đánh giá cao về chất lượng điều hành kinh tế thì cũng là nơi có chất lượng cơ sở tầng tốt hơn. Năm 2023, GDP của tỉnh Quảng Ninh ước đạt 11,02%. Như vậy là tỉnh Quảng Ninh đã đạt những cái mức tăng trưởng hai con số trong 8 năm liên tiếp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2023 ước đạt 55.632 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Trong đó thì thu nội địa đạt 39.632 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Đặc biệt là tổng vốn thu đầu tư ước đạt khoảng 5 tỷ đô. Trong đó thì vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI đạt con số kỷ lục từ trước đến nay với trên 3,1 tỷ đô, đứng đầu cả nước. Xếp thứ hai là Hải Phòng với tổng mức đầu tư là khoảng 2,8 tỷ đô, chiếm 10,09% tổng vốn đầu tư cả nước. Như vậy là Hải Phòng chúng tôi cũng đã tóm tắt sơ bộ về cái chỉ số cơ sở tầng của tỉnh Quảng Ninh. Các bác thấy sao về nội dung của video về chỉ số cơ sở tầng của tỉnh Quảng Ninh? Để lại ý kiến ở phần bình luận để ủng hộ Hải Phòng chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo. Xin chào.